Hello, xin chào anh em nhé. Ngày hôm nay mình sẽ quay trở lại Gunny Origin. Thì hôm nay mình sẽ cường hóa 50 viên đá cường hóa 1 vào áo nón để xem sẽ lên được bao nhiêu. Ở đây mình đang có 50 viên đá cường hóa 1 rồi, sẽ đập từng viên một xem là lên được bao nhiêu. Tại sao lại không đập vũ khí? Tại vì hiện tại lưu gạch mình đang cộng 5, mà từ cộng 5 đến cộng 6 lại tốn bùa. Mà với tất cả những gì mình có là 2 viên 4 với 1 viên 3 thì mình mới chỉ có 27% thôi. Không biết là có lên được hay không, mà đập mít một cái rất là tiếc. Có lẽ là mình sẽ đợi đến khi nào mà đủ đá cường hóa 5 chắc là mình mới đập mất. Còn anh em nào mà có cái mẹo cường hóa nào cũng thể comment xuống phía dưới để mình tham khảo thử xem sao, để chia sẻ với mọi người. Đó, từ cộng 5 đến cộng 6 thì tốn bùa, còn dưới cộng 5 thì mình cường hóa sẽ không mất bùa, vì thế đập bao nhiêu lần cũng được. Vừa nãy thì mình cũng đã mua thêm vàng để không bị đứt đoạn lúc mà chúng ta cường hóa. Mỗi lần cường hóa vũ khí thì tốn tận 10.000 vàng, nhưng mà áo nón thì sẽ chỉ tốn 2.900 thôi vì đang cộng thấp mà. Triển khai luôn nhỉ. Thử áo xem nào. Hôm trước thì mình cũng thấy ở trên group cộng đồng đặt 1 viên 1 cường hóa cũng từ cộng 4 đến cộng 5 được, rất là kinh khủng. Còn mình thì khá là hên cái vũ khí, cái lưu gạch này này, cường hóa 2 lần mình lên cộng 4 và cộng 5 là mình đều đặt 3 viên 1, kiểu đập bừa ấy, tự nhiên nó lên luôn ấy. Đấy, thế hôm nay mình cũng muốn test thử xem là với cái đá một như này thì liệu nó có lên được hay không. Đó anh em nhá. Rồi mình sẽ triển khai luôn xem nào. Đập 50 lần xem lên được cộng mấy, mà có lên được hay không ấy. Có lên được cộng 4 hay không ấy. Sẽ có 3 loại trang bị hôm nay mình cường hóa, đó là áo nón và thiên sứ. Thiên sứ mình mới đang cộng 2 thôi. Đặt vào thì đang có 3% này. Đó, bắt đầu từ áo nhá. 0,75%, cái này là lên cộng 10, cộng 11, 12 là nó chỉ khoảng tầm này thôi đấy các bạn ạ. Úi xồi, âm thanh gọi là làm đau lòng tất cả những người chơi Gunny. Mình sẽ đập hết 50 viên xem là lên được bao nhiêu. Hai viên, 20 viên đá đã ra đi rồi các bạn ạ. Thôi, có lẽ là mình sẽ phải chuyển qua cái thiên sứ này thôi nào. Ui. Uầy, không lên nổi cái gì luôn. Ui, 50 viên đập nhanh hết thế nhở. Lần này sẽ 2 viên 2 vào xem nào. Bụp. Ui, trời đất ơi. Tôi vừa làm cái gì thế này. Vũ khí. Chẳng lẽ đặt 2 viên 4 với 1 viên 3 vào đập nốt.